Chào mừng quý vị đã đến với bản tin Canada và Thế giới được tạp chí Culture Magazine thực hiện là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ duy nhất tại Canada. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khu vực Toronto sắp đón nhiều trận mưa tồi tệ hơn Vancouver. Các cửa khẩu biên giới Canada trở lại giờ mở cửa trước đại dịch. Nhật Bản nối lại nhập khẩu thịt bò chế biến của Canada sau 20 năm. Nhóm cầu thủ trẻ thế giới năm 2018 của hockey Canada bị cấm thi đấu quốc tế. Tỉnh bang BC đề xuất thay đổi luật gia đình để quyết định người nuôi thú cưng khi các cặp vợ chồng chia tay. Cùng những tin tức đáng chú ý khác. Nếu quý vị chưa đăng ký kênh, chúng tôi xin kính mời quý vị hãy subscribe và bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin nhanh nhất và mới nhất. Ngay sau đây là bản tin chi tiết. Toronto sắp đón nhiều trận mưa tồi tệ hơn Vancouver. Theo The Weather Network, phần lớn lượng mưa của Toronto trong vài tháng qua chỉ rơi vào hai ngày, đó là ngày 9 tháng 2 và ngày 25 tháng 3. Mặc dù vậy, thành phố dự kiến sẽ vượt qua Vancouver về tổng lượng mưa vào thời điểm tháng 4 sắp tới. Để so sánh, sân bay quốc tế Vancouver chỉ ghi nhận lượng mưa 83mm từ tháng 2 đến tháng 3, ít hơn đáng kể so với 211mm thông thường. Ngược lại, sân bay Pearson của Toronto đã ghi nhận lượng mưa tăng đáng kể 80 mm so với mức 57 mm thông thường. Theo The Weather Network, Vancouver đã khô hạn liên tục trong tháng 2 và tháng 3, nhiều đến mức các khu vực của bờ biển phía nam đang thiếu tới 200 mm lượng mưa trong mùa mưa bình thường. Trong khi đó, miền nam Ontario đã tích tụ nhiều mưa hơn bình thường trong vài tháng Cả hai thành phố dự kiến sẽ đón những trận mưa trút như nước vào ngày cuối cùng của tháng 3. Trong thời gian còn lại của tháng 3, Vancouver dự đoán lượng mưa sẽ dưới 10mm, trong khi Toronto dự kiến sẽ có lượng mưa sấp xỉ 20mm. Canada mở rộng chiến dịch Impact chống ISIL ở Trung Đông. Canada hiện đang trong quá trình kéo dài phiên bản thu nhỏ của sứ mệnh quân sự ở Iraq và Trung Đông được gọi là chiến dịch Impact thêm 2 năm nữa. Quyết định này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Canada công bố trước khi chiến dịch hết hạn vào ngày 31 tháng 3. Lần gia hạn mới nhất diễn ra sau hơn 8 năm kể từ khi Canada lần đầu tiên triển khai quân đội tới khu vực này vào tháng 10 năm 2014 khi nhóm chiến binh nhà nước Hồi giáo đe dọa chiếm Iraq và Syria. Sứ mệnh quân sự đã phát triển nhiều lần trong nhiều năm qua, nhưng cũng đã bị thu hẹp về quy mô và mức độ nổi bật khi những lo ngại về nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant đã lắng xuống. Trong khi các cuộc khủng hoảng và mối đe dọa khác như Nga, Trung Quốc và đại dịch Covid-19 xuất hiện, các quan chức quốc phòng cho biết số lượng binh sĩ Canada đang thu hẹp lại hơn nữa, với kế hoạch quân đội có khoảng 150 binh sĩ, bằng một nửa so với con số hiện tại. Bộ trưởng Quốc phòng cho biết Canada sẽ tiếp tục triển khai các huấn luyện viên quân sự tới Iraq, Jordan và Lebanon như một phần của việc gia hạn, đồng thời cung cấp hỗ trợ vận tải và hậu cần cho các đồng minh bên ngoài khu vực. Các cửa khẩu biên giới Canada trở lại giờ mở cửa trước đại dịch. Giờ mở cửa đang được kéo dài tại 39 cửa khẩu biên giới với Hoa Kỳ và tại một số sân bay trên cả nước khi cơ quan dịch vụ biên giới Canada quay trở lại giờ trước đại dịch. Thông tin này được đưa ra vài ngày sau chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Ottawa và gặp gỡ Thủ tướng Justin Trudeau về các vấn đề xuyên biên giới. Những thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 31 tháng 3. Cơ quan biên giới lần đầu tiên giới hạn giờ tại các cửa khẩu biên giới trên đất liền vào tháng 4 năm 2020, đóng cửa sớm nhiều điểm nhập cảnh và dịch vụ 24 giờ tại 7 cửa khẩu. 6 điểm giao nhau ở Quebec và giao lộ Redway ở Saskatchewan sẽ lại mở cửa 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Ba sân bay được cập nhật lại những thay đổi về giờ là sân bay quốc tế Weston ở Del Bonita, Alberta, sân bay biên giới Pini Pin Creek ở Pini, Manitoba và sân bay trạm biên giới Scoby ở Corona, Saskatchewan. Nhật Bản nối lại nhập khẩu thịt bò chế biến của Canada sau 20 năm. Chính phủ liên bang cho biết Nhật Bản đang mở cửa trở lại đối với thịt bò chế biến và chả bò từ Canada. Động thái này diễn ra 20 năm sau khi BSE, thường được gọi là bệnh bò điên, đã tàn phá ngành gia súc của đất nước. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt các rào cản tiếp cận thị trường mà Nhật Bản đã đặt ra vào năm 2003 sau khi một trường hợp mắc bệnh não xốp ở bò hay còn gọi là bệnh bò điên, viết tắt là BSE, được phát hiện ở Alberta. Phát hiện đó đã khiến hoạt động xuất khẩu thịt bò của Canada bị đóng cửa trên toàn cầu, một đòn giáng mạnh vào ngành xuất khẩu toàn bộ một nửa sáng lượng sản xuất của đất nước. Tổng cộng khoảng 40 quốc gia đã đóng cửa biên giới với thịt bò Canada trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng bệnh bò điên năm 2003, dẫn đến hàng tỷ đô la doanh thu bị mất. Mặc dù Nhật Bản là một trong những quốc gia ban đầu đóng cửa biên giới với tất cả thịt bò Canada, nhưng họ đã dỡ bỏ các hạn chế theo từng giai đoạn trong nhiều năm, gần đây nhất là quyết định vào năm 2019, bắt đầu chấp nhận thịt bò Canada từ gia súc trên 30 tháng tuổi. Chính phủ liên bang cho biết, Nhật Bản hiện là thị trường bò lớn thứ hai của Canada với kim ngạch xuất khẩu trị giá 518 triệu đô la vào năm 2022. BSE là một căn bệnh gây tử vong và không thể điều trị được của não và hệ thần kinh, bệnh do các protein giả mạo gây ra được gọi là prion, có thể lây lan qua thức ăn bị ô nhiễm. Con người ăn thịt bò bị nhiễm bệnh có thể mắc một căn bệnh chết người gọi là bệnh Creutzfeldt-Jakob biến thể. Trên toàn thế giới có ít hơn 250 trường hợp ở người được báo cáo mắc phải căn bệnh này. Nhóm cầu thủ trẻ thế giới năm 2018 của Hockey Canada bị cấm thi đấu quốc tế. Hockey Canada thông báo không có cầu thủ nào từ đội nam trẻ thế giới năm 2018 sẽ được xem xét thi đấu quốc tế cho đến khi cuộc điều tra về cáo buộc tấn công tình dục được hoàn tất. Quyết định này đã được thông báo tới Ban Quản lý đội Canada cho giải vô địch thế giới IIHF Nam sắp tới dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 28 tháng 5 tại Temple, Phần Lan và Riga, Latvia. Vào tháng 5 năm ngoái, năm thành viên của đội trẻ thế giới 2018 đã bị buộc tội tấn công tình dục tập thể sau sự kiện giả tiệc khúc cung cầu Canada ở London, Ontario diễn ra vào tháng 6 năm 2018. Hai cuộc điều tra, một của cảnh sát London và một của công ty luật Henry Hutchison được Hockey Canada giữ lại để tiến hành một cuộc điều tra độc lập đã được tiến hành một ngày sau khi vụ việc xảy ra. Cả hai vụ việc đều khép lại nhiều tháng sau đó mà không có cáo buộc hay biện pháp trừng phạt nào đối với bất kỳ cầu thủ bị cáo buộc có liên quan. Sau khi các cáo buộc được công khai vào năm ngoái, cả hai điều tra đều được mở lại. Các nhà tài trợ hàng đầu bao gồm Tim Hortons, Canadian Tire, Scotiabank và Esso đã rút tài trợ không chỉ cho các giải trẻ thế giới gần đây mà còn cho toàn bộ mùa giải 2022-2023. Sau nhiều tháng chịu áp lực, toàn bộ ban giám đốc cũng như chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Scott Smith đã từ chức vào tháng 10. Hội đồng mới được thiết lập đã cam kết thay đổi văn hóa tổng thể trong môn thể thao và tổ chức. Nghị sĩ Hendon thuê luật sư dự định kiện Global News về báo cáo can thiệp. Nghị sĩ Toronto Han Dong cho biết ông đang có hành động pháp lý đối với báo cáo của Global News trong đó cáo buộc rằng ông đã nói chuyện với một nhà ngoại giao Trung Quốc để trì hoãn việc thả hai người Canada bị giam giữ tại Trung Quốc vào tháng 2 năm 2021. Theo Global News đưa tin, ông Handon đã nói với tổng lãnh sự Trung Quốc tại Toronto rằng việc giữ Michael Kovrig và Michael Spavor trong tù sẽ gây tổn hại về mặt chính trị cho đảng Bảo thủ đối lập. Ông Handon đã phủ nhận cáo buộc này, đồng thời cho biết ông đã thuê luật sư để khởi kiện Global News và công ty mẹ của họ là Corus Entertainment. Theo luật phỉ bán của Ontario, bước đầu tiên trong yêu cầu bồi thường sẽ yêu cầu ông Handon gửi thông báo báo tới cơ quan truyền thông trước khi để đơn kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại. Hiện ông Hendon chưa nộp đơn yêu cầu bồi thường tại tòa án. Theo tổng biên tập của Global News cho biết họ chưa nhận được thông báo phỉ bán nào từ ông Hendon. LaSalle Causeway của Kingston, Ontario đóng các làng đường vào thứ Tư. Dịch vụ công và mua sắm Canada đang tư vấn cho người lái xe về việc đóng cửa các làng đường trên là xe Cosway để sửa chữa khẩn cấp. Các làng đường sẽ bị đóng cửa sang kẽ từ 9 h sáng đến 3 giờ chiều và sau đó là từ 6 giờ chiều đến 11 giờ tối ngày thứ Tư. Cầu sẽ vẫn mở cửa cho người đi xe đạp và người đi bộ trong thời gian này và giao thông đường biển sẽ không bị ảnh hưởng. Người lưu thông trên cầu cũng được khuyên nên thận trọng. Trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, công việc sẽ bị hoãn lại một ngày. BC đề xuất thay đổi luật gia đình để quyết định người nuôi thú cưng khi các cặp vợ chồng chia tay. Chính phủ British Columbia đã đưa ra luật để giải quyết các tranh chấp về quyền nuôi thú cưng trong các gia đình ly thân. Tổng trưởng lý Nikki Sharma cho biết vai trò quan trọng của vật nuôi trong gia đình giờ đây sẽ được xem xét trong các sửa đổi đối với đạo luật gia đình của BC, mục đích nhằm làm rõ luật để cung cấp thêm hướng dẫn cho những cá nhân và thẩm phán liên quan đến tranh chấp quyền nuôi động vật. Theo bà Sharma cho biết, các tranh chấp về quyền nuôi thú cưng trước đây đã được giải quyết như tài sản nhưng các sửa đổi nếu được thông qua giờ đây sẽ tính đến mối quan hệ của thú cưng với gia đình. Các sửa đổi sẽ yêu cầu xem xét các yếu tố bao gồm khả năng và sự sẵn sàng chăm sóc thú cưng của mỗi người, mối quan hệ của trẻ con đối với động vật và nguy cơ bạo lực gia đình hoặc mối đe dọa đối xử tàn ác. Các sửa đổi khác trong đạo luật gia đình còn bao gồm những thay đổi hiện đại đối với các vấn đề về tài sản và lương hưu cho các cặp vợ chồng và gia đình trải qua quá trình ly thân hoặc ly hôn. Ba mặt hàng này có thể khiến bạn phải tốn nhiều tiền hơn bắt đầu từ tháng 4. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, tiền thuế đối với một số sản phẩm sẽ tăng lên, trong khi các vấn đề về chuỗi cung ứng dự kiến sẽ ảnh hưởng đến sự sẵn có của một số mặt hàng thực phẩm. Dưới đây là ba mặt hàng có thể khiến bạn tiêu tốn nhiều tiền hơn. Giá carbon, vào tháng 4 thuế carbon liên bang sẽ tăng từ 50 đô la lên 65 đô la cho mỗi tấn khí thải nhà kính. Điều này sẽ tăng thuế lên 14,31 xu mỗi lít, tăng từ 11,05 xu mỗi lít trước đó rượu bia, thuế liên bang đối với đồ uống có cồn được áp dụng ở cấp độ sản xuất và được điều chỉnh hàng năm theo lạm phát sẽ tăng 6,3% vào ngày 1 tháng 4. Được gọi là bước nhảy vọt lớn nhất trong hơn 40 năm qua, việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu đang làm dấy lên mối lo ngại trong ngành công nghiệp nhà hàng và quán bar của Canada về việc liệu các chi phí này có được chuyển cho các nhà bán lẻ hay không. Rau xà lách, giá lương thực tiếp tục ở mức cao tại Canada, ngay cả khi lạm phát có dấu hiệu chạm lại trong bối cảnh lãi suất cao hơn. Rau xà lách có thể tăng vào tháng 4 và duy trì ở mức cao trong mùa hè này do lũ lụt và nhiệt độ dưới mức trung bình ở thung lũng Salinas Valley, một khu vực canh tác trọng điểm của California. Porter Airlines hủy hàng loạt chuyến bay trong bối cảnh mở rộng mạnh mẽ Porter Airlines đã hủy một số lượng đáng kể các chuyến bay trong lịch trình tháng 3 của họ, bất chấp kế hoạch mở rộng các đường bay mới và việc bổ sung các máy bay chở khách lớn hơn trong thời gian gần đây. Trong số 253 chuyến bay theo kế hoạch của Porter khởi hành từ sân bay quốc tế Toronto Pearson, có 56 chuyến bay đã bị hủy. Công ty dữ liệu hàng không Serum báo cáo rằng Toronto Pearson bị hủy nhiều chuyến nhất trong tháng 3, với 22% số chuyến bay bị cắt. Gần 20% lịch trình của sân bay quốc tế Vancouver bị cắt giảm, trong khi đó là 17% tại sân bay quốc tế Calgary. Theo Brad Cicero, Người phát ngôn của Porter cho biết việc cắt giảm lịch trình bay của hãng là để có thời gian chuẩn bị cho máy bay làm nhiệm vụ và huấn luyện các thành viên phi hành đoàn ông cicero cũng cho biết một số tuyến bay mới sẽ được công bố trong năm sau tuy nhiên một số người vẫn hoài nghi về lời giải thích của ông cho rằng porter có thể đã quá tham vọng với các mục tiêu mở rộng của họ Đối với bất kỳ hành khách nào bị ảnh hưởng bởi việc hủy chuyến bay, theo quy định của Transport Canada, họ phải được đặt lại chuyến bay có sẵn tiếp theo nếu chuyến bay ban đầu bị hủy vì lý do nằm trong tầm kiểm soát của hãng hàng không. Theo cơ quan giao thông vận tải Canada, hành khách cũng có thể đủ điều kiện được bồi thường nếu chuyến bay bị hủy trong vòng 2 tuần kể từ ngày khởi hành. hai phần ba người khuyết tật canada gặp trở ngại trên máy bay tàu hỏa trong một báo cáo mới Tổng kiểm toán Karen Hogan cho biết khoảng 2 phần 3 số người khuyết tật đã gặp phải rào cản trên máy bay và tàu hỏa do liên bang quản lý vào năm 2019 và 2020. Theo báo cáo, VRL và Cơ quan An ninh Vận tải Hàng không Canada đã cải thiện khả năng tiếp cận trong vài năm qua, nhưng vẫn còn những lỗ hổng nghiêm trọng. Ví dụ, các trang web đặt chỗ vẫn chưa thể truy cập đầy đủ, mặc dù các vấn đề với các trang web là rào cản thường xuyên nhất được người khuyết tật báo cáo khi sử dụng các dịch vụ vận chuyển đó. Mặc dù một số vấn đề được coi là nhỏ và sẽ không ảnh hưởng đến việc đi lại, nhưng những vấn đề khác lại tạo ra các vấn đề lớn, chẳng hạn như thời gian khởi hành hiển thị sai đối với những người sử dụng trình đọc màn hình để truy cập trang web ViaRail. Một phần của vấn đề là chỉ có 4 nhân viên của cơ quan giao thông vận tải Canada chịu trách nhiệm theo dõi và thực thi hơn 450 quy tắc tiếp cận đối với hơn 130 nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, báo cáo cho biết. Cơ quan giao thông vận tải Canada đã hứa sẽ tham khảo ý kiến và theo dõi khách hàng du lịch là người khuyết tật trong hành trình của họ để biết được trải nghiệm của hành khách và đưa thông tin đó vào chiến lược thực thi mới của cơ quan, đồng thời cân nhắc thuê thêm người nếu có tiền. Cần kiếm được bao nhiêu tiền để mua một căn nhà giá trung bình ở Toronto? Thị trường bất động sản của Toronto và Ontario vẫn là những địa điểm vô cùng khó khăn để mua một ngôi nhà giá trung bình cho người lao động trung bình. Theo Hiệp hội Bất Động Sản Canada, CIA, giá nhà trung bình cả nước hiện tại là 662.437 vào tháng 2 năm 2023, mặc dù con số đó khác xa so với mức trung bình của mùa xuân năm ngoái, nhưng không thực sự hợp túi tiền của nhiều người. Theo báo cáo mới nhất của Zucasa, để mua một ngôi nhà giá trung bình ở Toronto – Khoản đầu tư hiện vào khoảng 1,1 triệu đô la, bạn sẽ cần kiếm được ít nhất 168.000 đô la mỗi năm, con số đó quá xa so với thu nhập hộ gia đình trung bình của cư dân Toronto là 96.700 đô la. Không chỉ Toronto, những thành phố khác của Ontario như Niagara, Hamilton, Burlington, Kitchener, Waterloo, Cathcart Lakes và Barrie cũng là những nơi nhập trung bình của hộ gia đình thấp hơn thu thập cần thiết để mua nhà nhưng nếu bạn vẫn muốn mua nhà bạn có thể sẽ muốn tham khảo London San Thomas, nơi một ngôi nhà trung bình có giá 583.500 đô la và thu nhập trung bình là 94.070. Hoặc bạn có thể xem qua khu vực Windsor Access hơn nếu thu nhập trung bình là 92.180 đô la, vừa đủ để mua một ngôi nhà trung bình ở mức 565.400 đô la. Điều tương tự cũng ở Ottawa, nơi thu nhập trung bình là 121.790 là quá đủ để có thể mua một căn nhà giá trung bình 613.000. Chuyển ra khỏi tỉnh bang, việc trở thành chủ sở hữu nhà ở Regina sẽ hợp lý hơn nhiều, nơi thu nhập trung bình dao động ở mức 106.000, nhưng giá trung bình là 310.200 đô la. Đừng đặt cược vào việc mua một ngôi nhà ở Vancouver, trừ khi bạn cực kỳ giàu có, nơi thu nhập hộ gia đình trung bình là 98.640 đô la sẽ không đủ điều kiện để bạn mua một ngôi nhà trung bình ở mức 1.123.400 đô la. Calgary, Montreal, Edmonton, Winnipeg, Halifax, Dartmouth, Saskatoon, Regina, Newfoundland và Labrador và St. John về cơ bản ở mọi nơi trừ Ontario và BC đều là những thành phố có thu nhập hộ gia đình trung bình cao hơn thu nhập cần thiết để mua một ngôi nhà trung bình. Tiếp theo là những cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái và giá vàng. Một đồng đô la Canada bằng 0,7309 đô la Mỹ và bằng với 0,6776 đồng euro. Một đồng đô la Canada cũng bằng với 17.208 đồng Việt Nam. Một đồng đô la Mỹ bằng 23.516 đồng Việt Nam. Giá vàng là một ounce vàng tương đương với 1.954,21 đô la Mỹ tương đương với 2.671,28 đô la Canada. Vừa rồi là những tin tức Canada nổi bật trong ngày. Rất cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.